của mình. Nên mình sẽ hướng dẫn cho các anh em một kiểu tóc đẹp nhất mùa hè luôn, mùa mát luôn. Vậy là mấy cây anh cho? Theo luôn mình nữa tí nè. Chiếc xe này 5 cây nữa rồi. Là 15 rồi. Bên đây 3 cây nữa là 18 cây rồi, 2 cái nhãn nữa. Mình nữa tí rồi. Dạ.
Ok. Xin chào anh em. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Xin chào.